Nhưng việc tôi tốt với Bạch Kim là vì có lý do. Là vì tôi không muốn nghe. Anh đừng giải thích những việc mình làm với tôi. Mời anh ra ngoài cho. Nhưng mà mình đâu còn nơi nào để đi đâu mẹ. Con sợ lắm. Phong ơi, con có thể cho dì với em ở lại đây được không? Hoài Phong, anh tại sao lại đột nhiên đối xử tốt với Bạch Kim quá? Có phải anh cũng giống như người cha tồi bại của tôi không? Bị sắc đẹp làm cho quyến rũ. Nhưng mà chuyện này... Ông ơi, tôi xin ông, tôi biết chuyện này đường đột với ông. Nhưng mà bây giờ nhà tìm mất rồi mà ông thấy con kia. Thôi, chị lắc lắc hồi xúc cái tay tôi ra giờ. Chuyện gì từ từ giải quyết. Hoài Phong, anh đừng làm tôi thất vọng. Nội, nhà mình cũng còn nhiều phòng trống. Hay là cứ để cho hai người họ ở lại ít bữa cũng không sao đâu. Hoàng Kim, mình là người nhà mà con. Đừng có hát rủi gì với em nha con. Chị, em xin chị mà. Hoàng Kim, người nhà của em cũng là người nhà của anh. Em đừng có ngại nha. Nếu như mà Hòa Phong đã nói vậy thì dì và em cứ ở lại đây một thời gian đi, rồi mình tính tiếp. Cho hai người lại à? Không. Biết sao giờ? Vừa rồi cái con Hoàng Kim ấy, nó vừa ghen ấy, nhìn nó xấu tệ, nó y con mẹ nó vậy đó. Có thằng đàn ông nào mà thích con vợ xấu xí như vậy đâu. Trước sau con cũng... Đúng là mẹ xinh đẹp của con giỏi nhất. Em ghen hả? Tôi không có. Tôi với anh chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà. Tôi biết. Em không cần phải nhắc. Bây giờ tôi muốn một mình. Phiền anh đi ra ngoài cho. Bây giờ anh khỏe mạnh lại rồi, lại còn đẹp trai, phong độ, giàu có, giỏi võ. Anh có quyền lựa chọn người xứng đáng với mình. Không cần phải khen. Tôi biết những chuyện đó là sự thật. Nhưng việc tôi tốt với Bạch Kim là vì có lý do. Là vì... Tôi không muốn nghe. Anh đừng giải thích những việc mình làm với tôi. Mời anh ra ngoài cho. Hòa Phong, sao tối rồi anh hối cho trong phòng mà anh đi đâu vậy? Anh Hòa Phong, dù anh có giận hờn gì ai á, Thành cũng ở nhà nha, đừng đi đâu. Ra ngoài giờ này khuya rồi, nguy hiểm lắm. Anh ở nhà với em nha. Anh biết rồi. Ê, em có sao không? Tự nhiên em nhức đầu á, chắc là do em còn chóng mặt á. Vậy em nghỉ ngơi thêm đi. Bạch Kim, em không đi nổi nữa, hay là anh dìu em về phòng được không? Dì Đào, dì Đào ơi, đã bế người khác rồi còn vô đây làm gì? Thì vô ngủ với vợ chứ làm gì? Ghen đúng không? Anh đừng có mà ảo tưởng. Ê! Chứ không thì tại sao cái chân này đá người?
không được. Mình phải tỉnh táo lên. Mình đã tìm được bé kẹo ngọt rồi. Suốt 15 năm mình tìm mãi mới thấy. Tối nay em ngủ ở đây đi. Anh ra phòng khách ngủ. Ông Thanh! Ôi trời ơi! Sao ông lại giật mình thế? Ông dậy sớm thế? Tôi nghe tiếng chim hót á. Trời ơi, tôi thích ơi là thích. Nên ra đây uống trà cùng với ông. Chị mà cũng thích chim hót nè. Chim hót ai mà không thích cả anh? Chị thích tiếng chim gì hót? Tôi á là chim gì biết hót tôi cũng thích. Biết hót là thích à? Vâng. Thế còn ông? Tôi chỉ thích chim cu thôi. Con gái nghe dễ thương. Trời ơi, tôi thì thích hót. Ông này thích gái. Vui nhỉ ông nhỉ? Bữa nay sinh nhật vợ con nè. Con có về được không? Dạ con đặt vé rồi. Nhưng mà lại có cuộc họp, chắc con không về kịp đâu. Nhưng mà con có chuẩn bị quà cho cổ. Ông yên tâm nha. Vậy à? Vậy thôi nha. Chào con. Hòa Phong hả ông? Nó có về không? Nó đang ở New York họp, không về được. Nhưng mà nó có gửi quà. Thôi bận thì bận, mà gửi quà thì được rồi ông nhỉ. Ê, cái thằng nay sinh nhật vợ đó mà nó cũng đợi tôi nhắc nữa. Trời, anh phải nhắc nó à? Ừ. Nhưng mà mình cũng phải thông cảm. Cậu Phong thì công việc nhiều. Tôi thì tôi nghĩ nếu mà có tình cảm thật ý, thì những mấy ngày này thì phải nhớ ông nhỉ. Có khi nào lúc đó nó hôn mê rồi nó... Tôi nghe đây. Dạ, alo chủ tịch. Chủ tịch lên công ty gấp nha. Có chuyện rồi chủ tịch. Tôi sẽ tới ngay. Xin lỗi chị nha, tôi có việc phải đi. Vâng, vâng. Chị ở lại nghe chim hót đi. Tôi vô công ty chút xíu nha. Là mẫu classic trong bộ sưu tập DE 2024 mới nhất mà. Trời ơi, sao anh hào phóng quá vậy? Cái túi này tới 250 triệu lận đó. Cái gì? 250 triệu hả? Ừ. Cái gì mà mắc quá vậy? Trời, chị suốt ngày ru rú ở xó bếp. Làm sao biết được mấy cái này? Nhưng mà anh có thể tặng chị một cái túi rẻ hơn cũng được mà. Mà nè, tôi nói cho chị biết nha, ảnh tặng cho chị cái túi này á là tại vì ông Thông bắt buộc thôi, chứ ảnh không có ý gì với chị hết trơn á. Mà đúng rồi đó, gì có ghi âm lại này, gì cho con nghe. Ê, cái thằng nay sinh nhật vợ đó mà nó cũng đợi tôi nhắc nữa. Trời, anh phải nhắc nó à? Ừ. Nhưng mà mình cũng phải thông cảm. Cậu Phong thì công việc nhiều. Tôi thì tôi nghĩ nếu mà có tình cảm thật ý, thì những mấy ngày này thì phải nhớ ông nhỉ. Có khi nào lúc đó nó hôn mê, nó đòi lấy con bé, rồi bây giờ tỉnh lại nó thấy... Trời ơi, gì cũng không biết làm sao bây giờ. Tội nghiệp con quá à. Trời ơi mẹ ơi, mẹ nhìn nè, đúng là túi hộp với người, đeo vô thấy sang hẳn ra vậy đó. Chị Hoàng Kim, thôi giờ chị cũng thấy rồi đó, trong cái nhà này không có cái gì mà hợp với chị hết, kể cả anh Phong nữa. Chuyện gì vậy con? Dạ, không có chuyện gì đâu mẹ. Để con lấy nước cho mẹ uống nha.
Chuyện gì vậy con? Cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là con đang thấy lo cho mẹ thôi. Con đừng có giấu mẹ. Mẹ hiểu tính con mà. Mẹ thấy con với Hoài Phong có hợp nhau không mẹ? Hai đứa cãi nhau à? Tụi con không có cãi nhau. Nhưng mà con thấy lạc lõng trong cái ngôi nhà hào môn đó. Con không biết xài đồ xa xỉ. Con cũng không biết xài biểu giúp việc nữa mẹ. Con sống giản dị cũng tốt mà. Có sao đâu. Nhưng mà con sợ là người ta sẽ chán ghét con. Cũng giống như ba đã từng. Mẹ nghĩ không phải ai cũng như ba con. Hòa Phong thì Hòa Phong cũng đã từng chê con xấu đó mẹ. Bây giờ lại có thêm hai mẹ con bà Đào và Bạch Kim ở đó nữa. Con nói gì? Tại sao mẹ con bà Đào lại tới đó? Thì tại vì anh Phong sợ họ gặp nguy hiểm, cho nên là cho họ đến ở tạm một thời gian. Bà Đào là người lắm mưu nhiều kế. Con phải cẩn thận đó. Con biết mà mẹ. Con cũng chỉ muốn cho họ ở tạm một thời gian, để xem coi lòng dạ của anh Phong ra sao. Nhưng mà sao bây giờ con lại cứ thấy... Con lo cũng đúng. Như bà con sống chung mấy chục năm cũng đâu biết lòng biết dạ. Mẹ chỉ mong Hoài Phong thương con thiệt lòng. Tôi bận ở nhà lựa túi đi gặp mấy bà nè. Trời ơi, hôm nay tôi lựa cái túi này cỡ đâu 250 triệu à. Trời ơi, hình như là phiên bản giới hạn đúng không bà? Cho chị đi nước cam. Trời ơi, người gì mà vừa đẹp mà vừa có mắt nhìn nữa. Đúng rồi đó, cái này là chồng sắp cưới của tôi tặng á. Cái gì? Bà sắp cưới rồi hả? Nhỏ nhỏ thôi. Cái này là tôi nói trước với hai bà thôi, chứ đừng kể ai nghe nha. Tại tôi với ảnh á chưa có chính thức quen nhau. Ủa, cái gì kỳ vậy bà? Chưa quen mà sắp cưới là sao? Thì là vậy đó. Ê mày, hình như tôi phát ke á. Đường ngay mũi chỉ rồi á. Nhìn như tôi phát ke vậy á. Cái màu thì nó bạc với cái người á. Nè, hai bà xì xầm to nhỏ nhau gì vậy? Nó lớn lên tôi nghe chung với. Tụi mình chơi nhau lâu rồi, bà xỉ với tụi này chi? Bà nói vậy là sao? Tôi á cũng đẹp á. Nhưng mà là tôi phải ke. Nhiều khi trên người nó không có gì là thật đâu mày ơi. Mày nói vậy là sao? Tao như vậy mà thèm xài túi phải ke hả? Đúng là không có mắt nhìn mà. Hay là bây giờ tụi mày thấy tao đẹp quá, giàu quá cho nên ganh tị, tìm cách nói xấu tao? Nè, tao nói cho mày nghe, tụi tao á là cái loại gì đi nữa thì cũng không phải là cái loại xài hàng pha ke như mày. Ở ké mà thích khoe khoang hả? Mày đừng có mà lên mặt. Tụi tao biết hết rồi, chỉ là tụi tao không cần nói thôi. Bớt sống phong bạc đi. Cái gì mà biệt phủ, cái gì mà người giúp việc làm hoài không xong. Nực cười, có phải nhà của mình đâu mà bị đặt cưng hả? Mày trời ơi, cái con này đánh tao. Mày ai mà đánh tao hả? Đánh tao. Mày ai? Trời ơi, mày hả? Mày ai? 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 Mày ai
liên quan gì đến chị? Cái túi này là đồ đểu, đồ pha ke loại 1 cho nên tôi mới nhìn nhầm đó. Em nói cái gì vậy? Chị bị điếc hả? Hay sao mà chị không nghe? Tôi nói chị cái này là đồ pha ke. Chị có biết vì nó mà tôi nhục như thế nào không? Đúng là cái đồ lưu manh, giả danh trí thức, đồ rắn độc. Có chuyện gì vậy? Sao ném đồ đạc lung tung vậy? Chị Hoàng Kim, từ trước đến giờ, lúc mà chị lừa em lấy anh Hòa Phong, em đã không để bụng rồi. Sao bây giờ chị lại đánh em? Chỉ vì em nói túi giờ đồ giả chứ. Cái gì? Đây là túi anh tặng chị em mà, sao giả được? Cô nói đủ chưa? Là câu trộm túi của tôi, bây giờ còn đổ lỗi cho tôi hả? Hòa Phong, anh nhìn đi, là cổ tự ý lấy túi của em mang ra ngoài. Hoàng Kim, chị đúng là cái đồ tham lam mà. Chị chỉ biết có tiền thôi, cho nên chị mới bán túi của anh Hòa Phong đi để lấy tiền đúng không? Chị không bao giờ làm những chuyện như vậy. Anh Hòa Phong, là chính chị bán cái túi của anh rồi lấy túi giả để lừa anh đó. Dì có dạy con vậy đâu, con thèm tiền đến mức mà. Sao con lại làm thế nhỉ? Làm vậy là chẳng khác nào con dắt mũi Hằng Phong rồi con lừa cả cái nhà này hả con? Con muốn có tiền, con vẫn có thể tự kiếm được. Đồ của anh Phong tặng, con không bao giờ tự ý mang đi bán. Thì nó rành rành ra đây rồi còn gì nữa. Hay mà con thiếu tiền đóng học đúng không? Rồi con bán cái túi đi hả? Con còn không biết túi hiệu là gì, thì làm sao mà biết chỗ bán? Dì có bằng chứng gì không? Con tính toán kỹ quá, bây giờ con bắt mọi người đi tìm bằng chứng. Hoàng Kim, đây là món quà đầu tiên tôi tặng em đó. Hormone kế đã khiến em đang chìm trong bao nhiêu khó khăn. Ngày tâm tôi, em chẳng còn nhớ bóng anh khi xưa đâu. Tôi thật không ngờ vì tiền mà em có thể bất chấp tất cả. Anh biết gì mà nói? Anh có biết là tôi đã trải qua những gì không? Phải không? Người sinh ra bạch đích như anh thì làm sao mà hiểu được? Em đừng có đổ lỗi cho người khác. Ở ngoài kia biết bao nhiêu người không có tiền, nhưng họ không chọn làm như vậy. Anh em đây! Tuôn ra! Lúc đó tôi cũng muốn cưới anh Hòa Phong, chẳng qua là mẹ kêu tôi nhường cho nên mới tới lượt của chị. Chứ nếu không á, bây giờ chủ nhân ngôi nhà này là tôi rồi. Đã cướp chồng của em gái mình mà bây giờ còn quay sang trách ngược hai mẹ con tôi là sao? Sai làm khi cưới anh. Đơn ly hôn tôi cũng đăng ký rồi, anh đừng có bám theo tôi nữa. Đừng đi mà, đừng đi em ơi. Ra.